Đây là bài 12 trong loạt bài nghe nói tiếng Trung giao tiếp dễ dàng 1 của Hội quán Tam Thế. 第十二课. Hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Mời vào. 请进. Đừng khách sáo. 不客气. Alo. 喂. Mai gặp lại. 明天见. Hôm nay thứ mấy? 今天星期几. Thứ ba. 星期二. Có đi ngân hàng hay không? 去不去银行. Về trường. 回学校. Có biết Thiên An Môn hay không? 知不知道天安门. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ thầy giáo Vương, nguyên văn là Vương giáo viên. Hoàng lão sư. Hoàng. Hoàng. Lão. Lão. Sư. Sư. Hoàng lão sư. Hoàng lão sư. Họ Vương. Hoàng. Hoàng. Giáo viên chỉ chung cho cả thầy giáo, cô giáo. Lão sư. Lão sư. Tôi không phải giáo viên. 我不是老师. 我不是老师. Thầy giáo Vương. 王老师. 王老师. Thầy giáo Vương có bận hay không? 王老师忙不忙. 王老师忙不忙. Thầy giáo Vương có uống cà phê hay không? 王老师喝不喝咖啡. 王老师喝不喝咖啡. Thầy giáo Vương ở đâu? 王老师在哪儿. 王老师在哪儿? Thầy giáo Vương có đi ngân hàng hay không? 王老师去不去银行? 王老师去不去银行? Thầy giáo Vương có đi bưu điện hay không? 王老师去不去邮局? 王老师去不去邮局? Thầy giáo Vương mai gặp lại. 王老师明天见. 王老师明天见. Bây giờ là cách nói từ đây là. 这是. 这. 这. 是. 是. 这是. 这是. Từ này trong khẩu ngữ còn được đọc thành 这是. 这. 这. 是. 是. 这是. 这是. Thực tế, từ 这 trong khẩu ngữ có nhiều trường hợp có thể đọc thành 这, nhưng không phải toàn bộ. Đây là thầy giáo Vương. 这是王老师.
这是王老师。đây là thầy giáo Vương à? Đây là Wang lão sư mà? Đây là Wang lão sư mà? Đây có phải là thầy giáo Vương hay không? Chờ sư bù sư Wang lão sư? Đây sư bù sư Wang lão sư? Đây là ngân hàng à? Đây là ngân hàng mà? Đây là ngân hàng mà? Đây là bưu điện à? Đây là dầu chú mà? Đây là dầu chú mà? Bây giờ hãy nghe từ cha, ba, bố. Ba bà. Ba. 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 Ba bà. Ba bà. Bố mình. Wo ba ba. Wo ba ba. Bố bạn. Nǐ bà bà. Nǐ bà bà. Bố bạn bận không? Nǐ bà bà máng ma? Nǐ bà bà máng ma? Bố mình rất bận. Wǒ bà bà hěn máng. Wǒ bà bà hěn máng. Bố mình không bận. Wǒ bà bà bù máng. Wǒ bà bà bù máng. Bố bạn uống cà phê hay không? Nǐ bà bà hě bù hě cà phê? Nǐ bà bà hě bù hě cà phê? Bố mình ở ngân hàng. Wǒ bà bà zài yǐn háng. Wǒ bà bà zài yǐn háng. Bố mai gặp lại. Bà bà mìng tiên jiàn. Bà bà mìng tiên jiàn. Alo, ba, ba đang ở đâu? Wéi, ba ba, nǐ zài nǎ? Wéi, ba ba, nǐ zài nǎ? Ba, đây là thầy giáo Vương. Ba ba, zhè shì Wang lǎo shì. Ba ba, zhè shì Wang lǎo shì. Đây là ba của bạn phải không? Zhè shì nǐ ba ba ma? Zhè shì nǐ ba ba ma? Đây là ba mình. Zhè shì wǒ ba ba. Zhè shì wǒ ba ba. Thầy giáo Phương, đây là ba em. Wang lão sư, zhè shì wǒ ba ba. Wang lão sư, zhè shì wǒ ba ba. Ba, đây là thầy giáo Vương. Ba ba, zhè shì Wang lão sư. Ba ba, zhè shì Wang lão sư. Chào anh, với ý rất lịch sự. Nǐn hǎo. Nǐn hǎo. Bài học này đến đây là hết.